Sự kiện Gạc Ma biên tập thi. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, một sự kiện đã xảy ra ngoài khơi xa, khu vực đá Gạc Ma Colin Landau, 64 chiến sĩ hải quân, quân đội nhân dân Việt Nam đã ngã xuống trong lòng biển mẹ, gạc ma mất vào tay Trung Quốc. Tri ân, tưởng nhớ, không gì bằng tìm hiểu cho rõ những gì đã xảy ra trong lịch sử. Biết rõ, để nhớ cho kỹ, để ứng xử, sao cho không uổng phí xương máu cha ông mình đã đổ xuống. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về quần đảo Trường Sa lịch sử và hiện tại. Vào khoảng từ 1816 thời Gia Long, nhà Nguyễn Việt Nam đã chiếm cứ công khai và thực hiện chủ quyền một cách liên tục, hòa bình các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi chiếm được Đại Nam Nước Pháp tiếp tục thực thi quyền chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bia chủ quyền do người Pháp dựng năm 1938 có ghi rõ Cộng hòa Pháp, Đế quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa, đảo Hoàng Sa, 1816, 1938 bằng tiếng Pháp. Pháp đưa quần đảo Trường Sa vào quyền quản lý của xứ Nam Kỳ trong liên bang Đông Dương. Năm 1941, Nhật dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, Pháp và Trung Hoa Dân Quốc cùng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Hoa Dân Quốc đổ quân lên đảo Ba Bình chiếm giữ đến năm 1948 pháp cho tàu chiến tuần tra quần đảo Trường Sa, yêu cầu Trung Hoa Dân Quốc rút khỏi quần đảo Trường Sa nhưng không tấn công quân Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1951, Nhật Bản ký hiệp ước San Francisco chấp nhận từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1956, Đài Loan, tức Trung Hoa Dân Quốc sau năm 1949, quay lại chiếm giữ, xây dựng cơ sở quân sự và kiểm soát đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam Cộng hòa tuyên bố chủ quyền vào tháng 6 và đưa quân ra chiếm lại vào tháng 8 năm 1956. Nhưng sau đó, vào dịp lễ Song Thập mùng 10 tháng 10, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh rút quân khỏi đảo Ba Bình và Đài Loan kiểm soát đảo cho đến tận ngày nay. Lần đầu tiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm đóng một phần quần đảo Hoàng Sa thuộc nhóm An Vĩnh, trong đó có đảo lớn nhất là đảo Phú Lâm, vào năm 1956. Đến tháng 1 năm 1974, Trung Quốc chiếm được toàn bộ quần đảo này. Tháng 4 năm 1956, Việt Nam Cộng hòa tuyên bố quản lý quần đảo Hoàng Sa, nhưng chỉ chiếm hữu được toàn bộ phần phía Tây của quần đảo, nhóm lưỡi liềm bao gồm đảo Hoàng Sa. Ngày 22 tháng 5 năm 1956, cắm cờ trên quần đảo Trường Sa và dựng bia đá. Ngày 22 tháng 10, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa tuyên bố Trường Sa phụ thuộc tỉnh Phước Tuy, thực hiện chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa tại quần đảo Trường Sa. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc chiếm phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng hòa. Sau đó một ngày Ngày 20 tháng 1 năm 1974, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tức Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đã ra bản tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc. Cùng năm 1974, Việt Nam Cộng hòa ra tuyên cáo về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu năm 1975, Việt Nam Cộng hòa công bố bạch thư về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời tố cáo Trung Quốc tấn công quân lực Việt Nam Cộng hòa để chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 20 tháng 1 năm 1974. Philippines lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền với quần đảo Trường Sa tại Hội đồng Liên hiệp Quốc năm 1946. Vào năm 1956, ngày 15 tháng 5 Công dân Philippines tuyên bố lập ra một nhà nước mới, Kalayan, vùng đất tự do. Năm 1968, Philippines gửi quân tới ba đảo để bảo vệ các công dân Kalayan và tuyên bố sáp nhập nhóm đảo Kalayan. Năm 1972, Philippines sáp nhập các đảo Kalayan, tức phần quần đảo Trường Sa, vào tỉnh Palawan của họ. Năm 1971 Malaysia đưa ra tuyên bố chủ quyền với một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Tới năm 1983, Malaysia chiếm một đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 1984, Brunei thiết lập một vùng đánh cá đặc quyền gồm cả đảo Chìm Lôi Sa ở phía nam quần đảo Trường Sa, nhưng không tuyên bố chủ quyền vùng đó. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước duy nhất kế thừa tất cả các nhà nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam trước năm 1976, bao gồm hai nhà nước trước đó là Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa, từng tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, công bố bị vong lục về vấn đề biên giới Việt Trung trong đó lên án việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước đó các năm 1956, 1974. Ngày 28 tháng 9 năm 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách trắng giới thiệu 19 tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực tại quần đảo Trường Sa, chiếm giữ các đá chữ, đá châu viên, đá Gaven ven, đá tư nghĩa, đá subi. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí khí tài ra đóng giữ tại các đá tiên nữ, đá lát, đá lớn, đá đông, đá tốc tan, Đan núi Le Bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận Hiện tại bức tranh đồn trú tại Trường Sa như sau Việt Nam 21 đảo, 9 nổi 12 chìm Philippines 10 đảo, 7 nổi 3 chìm Trung Quốc 7 đảo chìm Malaysia 7 đảo chìm Đài Loan 2 đảo nhìn bản đồ quần đảo Trường Sa, thấy 21 đảo của Việt Nam trải dài từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc của quần đảo, tạo một thế vững chắc nhất để kiểm soát Biển Đông. Bảy đảo của Trung Quốc đều tập trung ở khu vực giữa quần đảo. Bảy đảo của Malaysia nằm ở phía Đông Nam của quần đảo. Mười đảo của Philippines nằm ở Đông Bắc quần đảo. Dù hiện tại Trung Quốc đã bồi đắp lớn bảy đảo chìm với diện tích lớn xây ba sân bay. Nhưng Việt Nam có ba đảo chìm rất lớn là đá đông, đá núi le và đá tốc tan, có diện tích 35 km vuông, 36.5 km vuông và 75 km vuông. Nếu chúng ta bồi đắp thì diện tích còn lớn hơn các đảo của Trung Quốc rất nhiều. Trận chiến không cân sức tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng xuống khu vực quần đảo Trường Sa, gồm một tàu khu trục tên lửa, bảy tàu hộ vệ tên lửa, hai tàu hộ vệ pháo, hai tàu đổ bộ, ba tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và một bông tông lớn, có ý đồ chiếm giữ ba đá, gạc ma, colin và len đao. Gạc ma giữ vị trí quan trọng khống chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, Cô Lin và Lên Đao. Lữ đoàn vận tải 125 cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Đó là chiến dịch chủ quyền 88, mật danh CQ88. Trung Quốc có 3 tàu khu trục gồm tàu khu trục 502, Samsung, lớp Giang Nam, 065, nặng 1.400 tấn, trang bị 3 pháo 100 ly và 8 pháo 37 ly. Tàu khu trục 556, Tương Đàm, lớp Giang Hộ 2, 053H1, nặng 1.925 tấn, trang bị 4 pháo 100 ly và 2 pháo 37 ly. Tàu khu trục 571 ưng đàm lớp giang đông 053 k nặng 1925 tấn trang bị 4 pháo 100 ly và 8 pháo 37 ly phía Việt Nam có 3 tàu vận tải không vũ trang HQ 505 nguyên là tàu USS Bullock Country LST 509 của Việt Nam Cộng Hòa HQ604, tàu vận tải loại 500 tấn, HQ605, tàu vận tải loại 500 tấn. Như vậy, Trung Quốc chiếm ưu thế hoàn toàn về lực lượng. Họ có 3 tàu chiến chuyên dụng, trang bị đầy đủ hỏa lực đại bác cỡ lớn, có thể bắn vào mục tiêu từ tầm xa trên 10 km. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải không vũ trang. Hỏa lực chỉ có súng cá nhân như AK47, RPG7 trang bị cho thủy thủ, tầm bắn chỉ được vài trăm mét. Sau cuộc đụng độ, Việt Nam mất gạc ma, giữ được Landau Colin, mất 3 tàu vận tải và 64 người con. Trên chiếc thuyền nhôm bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, sĩ quan công binh trương đã chỉ huy thành công việc vận chuyển 44 người gồm cả tử sĩ và thương binh. Do tình trạng vết thương nặng, mất máu nhiều, một thương binh đã tử vong khi về đến sinh tồn. Như vậy, HQ-604 trở về 42 chiến sĩ. Những chiến sĩ trên chiếc xuồng trở về chủ yếu là các chiến sĩ công binh trên đảo. Những người trên tàu HQ-604 bơi lênh đênh trên biển, nước chảy xiết, không thể dạt vào được đá gạc ma những trái dừa từ HQ604 bung ra nhấp nhô trên sóng nước giống như những đầu người. Xuồng Trung Quốc quay trở lại, nhiều chiến sĩ ta bị bắn. Theo lời kể của chiến sĩ Phạm Văn Nhân, anh đã kịp lặn xuống khi phát hiện xuồng địch với những tay súng lăm lăm. Khi nổi lên, anh đã không tìm lại được người bạn thân của mình. Cố gắng lặn nhiều lần, tìm kiếm cũng vô ích. Chiều muộn, những chiến sĩ còn trôi nổi trên biển đã được tàu Trung Quốc vớt lên. Chín người họ trở thành tù binh và bị đưa về Trung Quốc. Theo phía Trung Quốc thì trong khi các tàu của họ đang bỏ neo để yểm trợ cho một nhóm nghiên cứu thăm dò dầu mỏ ở đây thì hải quân Việt Nam nổ súng tấn công. Vì thế, hải quân Trung Quốc bắt buộc phải tự vệ trung quốc lấy danh nghĩa đưa phái đoàn khoa học liên hiệp quốc đi khảo sát về phía liên hiệp quốc thì cho rằng họ không có công tác khảo sát nào ở trường sa sau này chính phủ trung quốc tuyên bố là rất tiếc biến cố đã xảy ra theo phía trung quốc chủ trương ban đầu của họ là chỉ chiếm đóng các đảo bỏ hoang chứ không tranh chấp các đảo có lực lượng nước ngoài chiếm đóng từ trước trong suốt thời gian xảy ra chiến sự Hải quân Liên Xô đóng ở Cam Ranh đã không can thiệp. Tháng 11 năm 1978, giữa Việt Nam và Liên Xô đã ký hiệp ước liên minh quân sự đồng minh song phương, trong đó ghi rõ là Liên Xô sẽ hỗ trợ Việt Nam hết sức mình về các mặt kinh tế, văn hóa và quốc phòng. Tuy nhiên, khi phía Việt Nam yêu cầu không đưa đầu đạn hạt nhân tàu ngầm quân sự vào khu vực cảng Cam Ranh để tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân xảy ra trên đất nước mình. Liên Xô đã rút khỏi hiệp định tương trợ quân sự sớm 4 năm. Bộ đội Hải quân và Không quân Nga cũng dần rút khỏi Cam Ranh. Do vậy, năm 1988, Liên Xô không còn nghĩa vụ phải điều động quân đội để ủng hộ Việt Nam như trong cuộc chiến 1979 nữa. Sự kiện 14 tháng 3 năm 1988 tại Gạc Ma đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy đến với những nhân chứng lịch sử, người trong cuộc, các chiến sĩ Gạc Ma qua các cuộc phỏng vấn của Uyên Uyên Việt Nam. Thời gian đã trôi qua quá lâu. Khi thực hiện các cuộc phỏng vấn đã trên dưới 29 năm. Các cựu chiến binh có thể nhớ chưa chính xác trong từng chi tiết hoặc từng góc quan sát mà câu chuyện của mỗi người không giống nhau, thậm chí trái ngược, mâu thuẫn. Nhưng tất cả đó đều là sự thật. Nói lên một sự thật hiển nhiên, Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công và chiếm đóng trái phép đá gạc ma của chúng ta vào ngày 14 tháng 3 1988. Thì thấy trên đảo qua lại xô sát ở trên đảo tức là lúc anh xuống thì là trên đảo đã đang xô sát